Hello mọi người. Thì bây giờ gia đình mình đến chỗ rest area để đi restroom này nọ đâu. Thì ở trong chỗ rest area này nó bắt mình phải đeo khẩu trang mới mang. Chứ hồi nãy đi vô tưởng là không có cần, cho nên là ai cũng đi vô bình thường giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nó để cái bảng ở chỗ cửa đó, nó nói là phải mang khẩu trang mới được vô. Ok, thì nghỉ ngơi chút xíu rồi mình sẽ đi tiếp. Ok. Mà thiếu gia mình đây. Hello đi. Hello đi. Hello đi nè. Bi, nick hello đi. Cảm ơn, hello đi cảm ơn. Hello đi. Ok, giờ chuẩn bị đi. Đi đến chỗ khác rồi quay tiếp. Hello mọi người, bây giờ gia đình mình đã tới cái chỗ biển. Ok, giờ mình quay sơ sơ vòng vòng cho mọi người coi nha. Cái này là cái chỗ condo mà nhà mình đã mướn. Đây, đây là gia đình của mình, tại gia đình đi chơi. À đây nè, có thấy một người nè. Đang tới, mới tới nè. Một giờ. À, để bên kia quay quay nè. Xung đây là thấy mấy cái cây cây dừa là thấy cái mê rồi. Đây. Đây là cái chỗ condo mà mình gia đình mình bước đây. Thì mình vô mình quay sơ sơ cho mọi người coi nha. Đó. Đây là waters. Oh, quên nữa, mình vô đây phải đeo khẩu trang cho nên là mình chỉ quay sơ sơ hoài cho mọi người coi thôi. Chút xíu đó mình đi quay thêm. Bây giờ thì gia đình mình mới tới cho nên là chưa có đến giờ mà họ cho check in á. Thường thường mấy cái chỗ khách sạn ở dưới Florida đồ á là thường thường 4 giờ chiều nó mới cho check in. Gia đình mình thì bây giờ mới tới. Ok, chúc mình quay thêm mọi người coi nha. Hello mọi người, bây giờ mình đã tới cái phòng của mình để check in. Mình thì mình book cái condo ở lầu lầu 6 nha. Lầu 6 này nè. Mình lên đây. Bật kinh nè. Ok, để bây giờ mình vô phòng để mình tham quan cái phòng cho mọi người coi nha. Đây có cái cầu thang máy nữa nè. Có người đang clean. Để mình vô. Dùng một cái thẻ rồi nha. Ok. Vừa bước vô bên phải nó có mấy cái phòng nhỏ nè. Hai cái phòng cho giống như là ngủ đây ngủ hay là con đít ngủ cũng được. Coi đây coi đây. Đây là máy nóng, máy lạnh. Đây là cái phòng bắt đầu. Mình bật đèn lên luôn coi. Đó này, bật đèn lên nè. Sáng sửa luôn. Đây là cái kệ để mình bỏ đồ gì mình để. Rồi. Còn vừa vô cái hallway là mình thấy mấy cái đồ móc để mình móc áo này nọ đồ. Cửa này là cái gì đây? Máy giặt máy sấy. Một bộ luôn. Ok, mình qua bên trái coi. Wow, qua bên trái mình chưa gì mình thấy phòng mình nè. Đây có phòng nữa nè. Wow, coi nè. Vô lại là thêm một cái phòng có giường đôi. Đó.
có tivi nữa nè, có cái tủ để đồ nữa nè. Đây là phòng bên trái mới bước vô. Rồi cái mình có mình có phòng đây nữa. Cái bên nó có một cái phòng ngủ riêng, giống như là cho giống như là vợ chồng hay là gì đó. Có tủ bên đó, cửa sổ nè. À, dưới đó là cái đường chính giữa cái condo này. Hồi nãy mình xuống đó mình quay. À, thì giờ phòng này thứ nhì. Đối diện cái phòng thì có phòng tắm. Dìu qua bên trái một chút thì lại có thêm cái phòng tắm nữa. Washroom đây. Đây bồn, tắm bồn. Rồi xong sau đó vô cái phòng bếp. Giống như ở nhà luôn. Đây có microwave. Đó, đồ để hâm, hâm đồ ăn. Đó, dĩa có sẵn hết nè, ly nè, đó. Có muốn nhậu nhẹt được mà có sẵn hết. Đó, dao cũng có luôn nè. Làm dây sinh tố nè. Đó, mở hộp với lại làm mấy cái thúng. Coi như là dư cái nhà luôn. Đó. Đâu khác gì đâu. Có sinh cho đây luôn. Sau đó mình xuống đây. Xuống đây thì mình có cái bàn, bàn ăn. Ở đây có mấy cái ghế để ăn, mình ngồi mình ăn kiểu mà ăn uống bar này nọ rồi. Đây là cái phần cái bàn ăn chánh. Wow, sau đây có thêm một phòng nữa nè. Phòng này là phòng master nè. Wow, y chang cái nhà luôn. Đó. Đây là phòng tắm lớn nhất trong cái condo này. Có đứng tắm luôn nè. Này. Hai kiến. Là cái toilet. Ra thấy nè, cái giường nè, giường này là giường king nè. Phòng này là phòng của gia chủ nè. Nó giờ lớn luôn. TV nữa nè. Sau đó còn có một cái cửa kéo nữa nè. Để mình có thể ra ngoài mình chơi nè. Đó. Đẹp không? Wow, đẹp không? Đó, khung trời quá đẹp luôn. Đó. Đây, xung quanh mấy cái condo phòng khác đây. Coi như là mình ở lầu tầng số 6 là tầng cao nhất nha. Đó. Wow, để tiệc ở ngoài đây ăn mà sung sướng luôn. Đó. Ok, thì mình vô quay lại, quay thêm coi. Có cái bộ ghế sofa để mình ngồi mình chơi. Đó. Đây có thêm một cửa đi ra nữa nè. Đó, coi như có hai cửa, một cái bên phòng master, một cái bên phòng coi như là phòng living room, phòng chính. Wow, đẹp quá ta. Đó. Y chang như mình đang ở nhà luôn. Dùng hết vô một phòng, một tầng.
đẹp quá trời luôn. Ok, bây giờ mình mới tới nơi cho nên mình check in. Thì bây giờ gia đình của mình sẽ vô đây để bỏ mấy cái áo quần luggage của mình xuống, xong rồi sau đó mình mới có thể là mình đi ăn. Đi ăn xong rồi mình mới đi xuống biển mình tắm. Còn nếu mà không xuống biển tắm được thì gia đình mình sẽ xuống mấy cái hồ này tắm nè. Hồ ra ngoài đó người ta đang tắm nè. Thì mình sẽ dẫn con mình xuống đây bơi rồi chơi. Đó. Xuống đây mà mấy đứa con mình nó thấy mấy cái cảnh hồ bơi này không, nó cũng thích rồi, nó đâu cần phải đi ra bờ biển chi đâu. Đó. Đẹp quá trời luôn. Ok, có gì thì mình tới nơi đây rồi thì bây giờ mình sẽ vô mình bỏ hành lý ra, rồi mình chuẩn bị mình ăn uống, rồi mình sẽ quay thêm cho mọi người coi nha. Ok, có gì mình sẽ quay thêm sau. Chào mọi người, bye bye.